Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm qua, phát triển lâm nghiệp, phát triển kinh tế từ các sản phẩm gỗ rừng trồng đã có nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và tạo nhiều giá trị việc làm cho người lao động, nhất là ở nơi vùng sâu, vùng xa thuộc khu vực Bắc Trung Bộ của nước ta. Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có tổng diện tích đất với hơn 3,1 triệu hectare diện tích đất có rừng, chiếm 21,4% diện tích đất có rừng trong cả nước. Theo thống kê, các tỉnh Bắc Trung Bộ mỗi năm trồng mới đến hơn 20.000 hectare rừng, nhưng với chu kỳ 4 đến 5 năm tuổi đã đưa vào khai thác. Do khai thác sớm nên nguyên liệu gỗ răm chiếm gần 90% và tỷ lệ gỗ sẻ chỉ hơn 10% trong sản lượng nên giá thành mỗi hectare rừng trồng còn khá thấp. Trong khi đó, rừng trồng gỗ lớn với chu kỳ 10 đến 12 năm tuổi cho sản lượng gỗ sẻ cao để cung cấp nguyên liệu làm nội ngoại thất, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu nên giá thành mỗi hectare cao gấp nhiều lần so với trồng rừng cung cấp răm gỗ. Tại tỉnh Thanh Hóa, trong những năm gần đây, phong trào trồng rừng sản xuất tại khu vực miền núi có sự phát triển mạnh, bước đầu giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng vạn lao động nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người làm nghề rừng. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp triển khai xây dựng hàng chục mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn trên địa bàn các huyện Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành. Đến nay, Thanh Hóa đã có trên 56.000 ha diện tích rừng trồng kinh doanh gỗ lớn. Các loài cây trồng chủ yếu như keo tay tượng Úc, chẩu, xoan ta, lim xanh, lát hoa đã và đang được chăm sóc, bảo vệ, phát triển tốt. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả của gỗ rừng trồng thì vẫn cần những chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia sản xuất và chế biến lâm sản. Thanh Hóa là một tỉnh gọi là cái vựa của trồng trọt và khai thác lâm sản, cho nên là rất thuận lợi cho cái việc các doanh nghiệp để đầu tư sản xuất chế biến lâm sản rồi dùng trong nước. Việc mà hỗ trợ các cái kinh phí cho cái chương trình khuyến công cho các cái đơn vị là rất quan trọng. Đối với những cái nguồn kinh phí có thể là nhỏ nhưng mà nó đã góp phần cho doanh nghiệp để thúc đẩy cũng như là cải tiến các cái trang thiết bị, cải tiến các cái máy móc thiết bị, thì từ đây là doanh nghiệp có cái đà để mà phát triển về sau hơn cho các cái mô hình chế biến lâm sản. Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và chế biến lâm sản, Thanh Hóa đã có nhiều chính sách để nâng cao chất lượng của sản phẩm, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nguyên liệu và thu hút những dự án đầu tư chế biến lâm sản theo chiều sâu, sản xuất theo nhu cầu của thị trường là những giải pháp trọng tâm. Từ hiệu quả của chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay trên địa bàn Thanh Hóa từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung phục vụ nhu cầu chế biến và xuất khẩu. Đồng thời, với sự chủ động của nhiều doanh nghiệp trong đổi mới công nghệ chế biến, đa dạng mẫu mã sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của thị trường, liên kết, trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng, tìm kiếm thị trường và tạo thương hiệu sản phẩm đã góp phần nâng cao năng lực sản xuất của ngành chế biến lâm sản. Qua quá trình là tìm hiểu và đi sâu vào cái vấn đề làm cái ngành lâm sản thì công ty chúng tôi quyết định là đầu tư dây chuyền ghép thanh. Qua quá trình thì đầu tư thì được sự hỗ trợ của Sở Công Thương, thì hỗ trợ phần nào đó của về cái vấn đề về tài chính và vốn đấy, thì dù là hăn nhỏ nhưng mà rất là tốt, kích cầu cho công ty chúng tôi. Thì hiện tại bây giờ công ty chúng tôi là đang làm hàng ghép thanh để xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Tôi đánh giá là cái tiềm năng của cái ngành ghép gỗ ghép thanh này thì đang rất là lớn, và thị trường trong cả trong nước và xuất khẩu thì bây giờ mình vẫn chưa các cái doanh nghiệp sản xuất thì vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của thị trường. Cái việc trồng nguyên liệu ấy, quy hoạch về cái việc là trồng rừng ấy để mà đảm bảo cái nguyên liệu cho các cái công ty sản xuất ấy, như chúng tôi ấy, thì rất là quan trọng và cần cái sự tham gia một cách gọi là rất là quyết liệt của cơ quan nhà nước. Những năm gần đây, để phát triển các sản phẩm từ nguồn nguyên liệu gỗ rừng trồng, các tỉnh tại khu vực Bắc Trung Bộ đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau từ chương trình quốc gia và địa phương. Các tỉnh đã triển khai các đề án có trọng tâm, trọng điểm như ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào chế biến lâm sản, ưu tiên hỗ trợ các mô hình sản xuất sạch hơn trong sản xuất về giấy, đồ gỗ nội thất, gỗ kỹ thuật dùng trong xây dựng và phục vụ nhu cầu thị trường. Theo đánh giá của Sở Công Thương, một số tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ thời gian qua đã có nhiều chính sách phát triển các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nhất là trong lâm nghiệp. Mô hình trồng rừng gắn với chế biến được triển khai ở nhiều địa bàn, đã bước đầu hình thành được vùng nguyên liệu tập trung phục vụ cho các nhà máy sản xuất và chế biến gỗ tại chỗ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Các hoạt động khuyến công trên địa bàn đang ngày càng được quan tâm và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội của địa phương trong vùng.